Chỉ 4 bước thôi, Linh đảm bảo khi bạn làm 4 bước này trong xuyên suốt 1 năm, bạn sẽ được sếp nhìn nhận là người chủ động và xuất sắc. Đó là điều Linh sẽ chia sẻ trong chuỗi video làm bạn với AI này. Video này là tập thứ 2 mang tên tự động hóa ngay những công việc này với quy trình 4 bước. Trước khi chia sẻ chi tiết về tư duy tự động hóa, Linh sẽ nói một chút về công việc đầu tiên của Linh nha. Cách đây hơn 20 năm, những nhiệm vụ đầu tiên mà Linh được giao là các công việc lật vật. Suốt 6 tháng, Linh chỉ đứng ở máy photocopy và sao chép từng trang trong các cuốn sách mà họ đưa mình. Rồi sau đó là đi mua cà phê, ngồi nhập dữ liệu. Đó là những công việc rất nhàm chán, nó cứ lặp đi lặp lại. Với các bạn ngày hôm nay, nghe thì các bạn sẽ muốn nghỉ làm liền đúng không? Trong tình huống đó thì Linh đã làm gì? Linh tập xây dựng cho mình tư duy phát triển, hay còn gọi là growth mindset ở nơi làm việc. Linh xem mỗi công việc được giao là cơ hội để mình học hỏi. Khi được giao làm copy, Linh sẽ tìm cách để copy nhanh nhất, đúng và đẹp nhất. Khi được giao nhập dữ liệu, Linh xem đó là cơ hội mình tập gõ máy nhanh và chính xác. Nói chung, với tất cả những việc được giao, Linh cố gắng đổi chúng thành một cái gì đó mà mình có thể cải thiện, làm hay hơn, giỏi hơn tất cả mọi người trong văn phòng. Thì sau này, Linh mới biết những cái gì đó mà Linh cố cải thiện, đó là những quy trình, những bước tự động hóa để có thể hoàn thành công việc của mình. Đó là bài học của Linh năm 19-20 tuổi. Linh chấp nhận, khi mới bước vào môi trường làm việc, người ta sẽ không giao cho mình những công việc vui, nhìn to lớn. Đơn giản là vì bạn chưa có kinh nghiệm, chưa nghĩ đủ sâu để thực hiện. Bây giờ là 20 năm sau, các bạn Gen Z đã bắt đầu đi làm rồi. Thì Linh thấy với sự hỗ trợ của công nghệ, của mạng Internet và tiếp theo đây là AI. Những việc nhàm chán mà Linh vừa kể ở trên phần lớn là các bạn không cần làm nữa. Các bạn được tự do hơn và bắt đầu làm những công việc sáng tạo hơn, vui hơn. Tuy nhiên, luôn có chữ tuy nhiên phải không? Các bạn có nhớ nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Toàn cầu McKinsey mà chúng ta đã chia sẻ trong tập 1 của chuỗi video làm bạn với AI này không? 50% các nhiệm vụ hiện tại có thể được tự động hóa và hơn 30% hoạt động của 6 trên 10 nghề có thể tự động hóa. Nghĩa là bạn cần tự động hóa 30 đến 50% công việc hiện tại của mình để có thể đứng vững trong thị trường lao động. Nhìn số liệu trên thì sự phát triển của công nghệ cũng là một thách thức, bởi vì công nghệ phát triển rất nhanh. Để nắm bắt chúng, các bạn phải học hỏi nhiều hơn, tư duy nhanh hơn. Trước đây, Linh có 6 tháng để học photocopy, nhưng bây giờ các bạn chỉ có vài tuần, thậm chí là vài ngày để học cách dùng một ứng dụng mới thôi. Đó cũng là một động lực thúc đẩy Linh và đội ngũ làm ra chương trình làm bạn với AI này, để chúng ta học cùng nhau. Và Linh có thể dùng kinh nghiệm của mình để giúp các bạn tiếp cận với AI một cách có hệ thống hơn. Trước khi chúng ta đi tiếp, nếu bạn thấy những thông tin mà Linh chia sẻ là hữu ích, hãy đăng ký kênh để ủng hộ bên Linh nha. Và để nhận thông báo khi có video mới đăng tải. Khi nghĩ đến tự động hóa, bạn nghĩ đến điều gì? Phần lớn mọi người sẽ nghĩ tự động hóa là yêu cầu máy móc thực hiện một nhiệm vụ mà đáng ra con người phải thực hiện thủ công. Định nghĩa này đúng nhưng chưa đủ. Về bản chất, tự động hóa nghĩa là thiết lập các hệ thống hay quy trình có thể tự vận hành để bạn có thời gian tập trung vào các nhiệm vụ khác quan trọng hơn. Như vậy, tư duy tự động hóa hay automation mindset nghĩa là bạn sẽ nhìn các nhiệm vụ mình làm dưới góc nhìn của một quy trình hệ thống mà bạn có thể cải thiện chúng bằng cách ứng dụng công nghệ vào. Mục tiêu của việc tự động hóa rất rõ ràng. Trong cuốn sách The New Automation Mindset, tác giả chỉ ra việc tự động hóa phải giúp bạn rút ngắn đáng kể thời gian thực hiện một nhiệm vụ hoặc quy trình, giảm thiểu hoạt động của con người, cải thiện độ chính xác bằng cách loại bỏ việc nhập lại dữ liệu thủ công, theo dõi và báo cáo về hoạt động chung của quy trình. Theo Zapier, một nhiệm vụ hoặc quy trình làm việc mà bạn có thể tự động hóa thường có ít nhất một trong ba đặc điểm sau. Đầu tiên là để làm việc này, bạn cần lặp đi lặp lại một vài hành động, ví dụ như nhập dữ liệu, sao chép, rồi dán dữ liệu. Hoặc bạn phải chuyển từ tab này qua tab khác. Những lúc này thường là bạn chỉ lặp lại các bước thôi, mình không có suy nghĩ sáng tạo gì thêm. Đặc điểm thứ hai là các công việc dễ sai sót. Ví dụ như loại đánh máy dễ nhấp chuột nhầm, những việc có một danh sách hay có nhiều bước mà mình dễ bị sót. Cuối cùng là các việc mà đòi hỏi bạn phải phản hồi ngay lập tức 24/7 hoặc phản hồi theo định kỳ. Như vậy, bất cứ khi nào làm việc mà các bạn đánh giá việc mình làm đang lặp đi lặp lại hoặc dễ mắc lỗi hoặc cần phản hồi ngay lập tức thì đó là lúc bạn cần nghĩ cách tự động hóa nhiệm vụ đó. Nhưng bạn cũng cần lưu ý là không phải nhiệm vụ nào bạn cũng nên tự động hóa.
Linh rất thích câu nói của giáo sư Peter Drucker. Ông là cha đẻ của ngành quản trị kinh doanh hiện đại. Ông cho rằng, there is nothing so useless as doing efficiently that which should not be done at all. Nghĩa là, không có gì vô ích bằng việc cố làm cho hiệu quả những việc mà đáng ra bạn không cần làm. Trong cuốn The New Automation Mindset, tác giả cũng đưa ra một nghiên cứu thú vị là bạn càng dùng nhiều ứng dụng thì thời gian bạn dành cho những nhiệm vụ thủ công càng tăng lên, bởi vì lúc này bạn sẽ cần thêm thời gian để chuyển đổi giữa các ứng dụng. Nói tóm lại, tự động hóa công việc là tốt. Dù vậy, bạn cần xây dựng tư duy tự động hóa dưới hai góc nhìn, chi tiết và toàn cảnh. Theo kinh nghiệm của Linh, để phát triển và thực hành tư duy tự động hóa, bạn cần thực hiện 4 bước. Bước 1 là theo dõi nhiệm vụ của bạn, sau đó nhóm chúng lại theo các quy trình. Ở bước này, bạn cần liệt kê ra tất cả các nhiệm vụ mình đang làm, đồng thời tìm cách tinh gọn quy trình thực hiện. Điều này đảm bảo bạn sẽ không bận rộn làm những nhiệm vụ vô ích. Bước 2 là ở mỗi quy trình, bạn cần xác định các nhiệm vụ lặp đi lặp lại, dễ mắc lỗi hoặc cần phản hồi ngay lập tức để tự động hóa chúng. Bước 3 cũng là bước Linh thích nhất vì nó đem đến cho Linh rất nhiều ý tưởng. Đó là bạn sẽ hỏi Google, hỏi YouTube, hỏi GPT để tìm hiểu xem những người khác đang tự động hóa các nhiệm vụ được xác định ở bước 2 như thế nào. Sự thật là không có một nhiệm vụ nào hoàn toàn mới cả. Nếu bạn đang làm một nhiệm vụ như ví dụ ban đầu của chúng ta là ghi chép trong một buổi họp đi, hàng triệu người ở trên thế giới cũng sẽ có vấn đề tương tự như của bạn. Bạn chỉ cần xác định đúng vấn đề thôi, rồi bạn cứ lên mạng nghiên cứu câu trả lời. Sẽ có rất nhiều video, bài blog chia sẻ chi tiết từng bước cho bạn. Thông thường, Linh sẽ xem từ 2 đến 3 cách giải quyết của từng tác giả, rồi Linh mới chọn ra cách làm nào tốt nhất cho mình. Bạn đừng có tìm kiếm rồi làm ngay theo hướng dẫn đầu tiên. Lý do Linh đặt tên cho bước này là nghiên cứu cách tự động hóa, chứ không phải đơn giản là tìm kiếm, là bởi vì Linh muốn học hỏi cách làm tốt nhất, Linh muốn phân tích các phương án. Ok, sau khi lọc chọn một phương án mình thấy khả thi nhất rồi, chúng ta sẽ đến bước thứ 4 là thực hiện. Bạn phải nhúng tay vào làm, bạn phải ép buộc mình phải thực hiện quy trình mới ít nhất trong vòng một tuần. Bởi vì bước đầu tiên sẽ thường rất khó khăn, sẽ cảm giác hơi mất thời gian nên bạn có thể hơi nản. Bạn sẽ nghĩ, mình cứ làm như cách cũ là được rồi, vì sao mình phải ngồi đây vất vả xây dựng cả một quy trình mới làm gì? Linh nghĩ đây là câu hỏi phân loại người nào sẽ được thăng tiến trong một năm nữa, còn người nào thì không. Bởi vì để được thăng chức, tăng lương, chỉ làm tốt việc của mình thôi là chưa đủ. Bạn cần phải lên quy trình được cho những việc mình đang làm tự động hóa và bạn giao cho những người khác. Thời gian dư ra, bạn sẽ tham gia vào những dự án mới, đảm nhận các vai trò mới ở chức danh tiếp theo. Đó là cách chứng minh cho sếp thấy bạn đã làm tốt công việc ABC rồi. Bây giờ là lúc bạn sẽ bước lên, làm tiếp các việc DEF. Nhắc lại nghiên cứu của McKinsey ở trên, thì mục tiêu là mình cố gắng tự động hóa 30-50% công việc hiện tại nha các bạn. Sau khi bạn đã tự động hóa các bước trong quy trình làm việc của mình, bạn cũng cần theo dõi và điều chỉnh quy trình theo công việc, theo xu hướng công nghệ. Bởi vì như chúng ta đều thấy, công nghệ đang thay đổi rất nhanh. Có thể hôm trước bạn cần kết nối rất nhiều ứng dụng lại để ghi chép thông tin cuộc họp, nhưng sau một đêm thì có khả năng là có một ứng dụng cài sẵn hỗ trợ mình làm việc đó rồi. Như vậy, lúc này bạn không nên chỉ dùng một quy trình cũ để chạy mãi mãi. Bạn cần linh hoạt thay đổi quy trình của mình. Linh đề xuất là mỗi quý khoảng 3 tháng đi, mình cho bản thân một ngày để ngồi đánh giá lại các quy trình của mình để điều chỉnh. Đó là chia sẻ cho từng cá nhân. Nếu bạn là người quản lý một nhóm hoặc là lãnh đạo của một công ty, thì đây là hai lời nhắn của Linh. Đầu tiên là hãy chia sẻ và đào tạo tư duy tự động hóa cho nhóm của bạn. Bởi vì muốn đi xa thì chúng ta phải đi cùng nhau. Trong một tổ chức, nếu mà chỉ có mình bạn tự động hóa, còn những người khác vẫn đang làm thủ công công việc của họ, thì tất cả mọi người không thể đi nhanh và đi xa đúng không? Các bạn có thể chia sẻ video này cho các bạn trong nhóm bạn, bạn bè của bạn. Nếu có một nhóm những người làm việc cùng đều sử dụng AI để tự động hóa công việc giống bạn, bạn sẽ có thêm động lực để tiếp tục thực hiện. Và các bạn cũng có một nhóm có kinh nghiệm về AI để trao đổi với nhau. Đây cũng là bước thứ hai, hãy biến tự động hóa công việc thành một chủ đề quen thuộc trong các buổi họp hàng tuần của nhóm bạn, công ty bạn. Áp dụng tư duy tự động hóa công việc cho một phòng ban hay một tổ chức không phải là điều dễ dàng. Công ty của Linh đã dành 1 giờ mỗi ngày liên tục trong 1 tháng để các bạn nhân viên có thời gian nghiên cứu về các công cụ AI để tự động hóa quy trình làm việc của mình.
Bởi vì Linh hiểu đây là điều bắt buộc để nâng cao kỹ năng cho các bạn nhân viên. Chúng ta chấp nhận là nó sẽ mất khá nhiều thời gian trong giai đoạn đầu bởi vì tất cả mọi người đang học hỏi. Nhưng nhìn về dài hạn thì đầu tư vào con người luôn là một khoản đầu tư sinh lời. Các bạn hãy nhớ, mục tiêu của tự động hóa không chỉ là tiết kiệm thời gian. Mục tiêu là bạn có thể tập trung vào những việc thực sự có ý nghĩa với bạn. Hãy nghĩ đến giấc mơ là bạn có thể giảm bớt các đầu việc lặp lại, dễ sai sót, đòi hỏi phản hồi ngay lập tức để tập trung toàn bộ thời gian cho những việc bạn yêu thích. Đó là sức mạnh của tự động hóa, trả lại tự do cho bạn khỏi những công việc nhàm chán. Như Linh đã nói ở trên, dù ở cấp độ cá nhân hay doanh nghiệp thì tự động hóa là một hành trình dài. Bạn không cần phải tự động hóa mọi thứ sau một đêm, điều này là hoàn toàn không khả thi. Công thức mà Linh muốn dành tặng các bạn trước khi khép lại video này là Think big, start small, learn fast. Nghĩa là nghĩ lớn, bắt đầu nhỏ và học thật nhanh. Hãy bắt đầu bằng việc thay đổi tư duy tự động hóa trong công việc và ứng dụng từng chút một vào công việc của mình. Linh tin rằng sự nghiệp của bạn trong một năm tới sẽ rất đổi khác. Sau tập hôm nay, các bạn đã hiểu về tư duy tự động hóa, phân biệt được các công việc có tính chất nào có thể tự động hóa. Đó là những việc lặp đi lặp lại, dễ mắc lỗi hoặc cần phản hồi ngay lập tức. Và tự xây dựng được quy trình tự động hóa công việc cho bản thân và tổ chức của mình với 4 bước. Với tập tiếp theo, Linh rất hào hứng nha các bạn. Trong video tiếp theo, chúng ta sẽ tập trung nói về các công cụ AI mà Linh và nhóm của mình đã nghiên cứu và áp dụng vào công việc trong thời gian gần đây. Các bạn có thể xem để tự điều chỉnh quy trình làm việc của mình nha. Nếu các bạn có câu hỏi nào về tư duy tự động hóa hoặc có chủ đề nào mà bạn muốn Linh chia sẻ thì hãy gửi bình luận bên dưới nha. Cảm ơn các bạn đã xem video hôm nay. Các bạn hãy đăng ký kênh Linh Thái Official để không bỏ lỡ các video hàng tuần của Linh, để chúng ta có thể làm bạn với AI cùng nhau nha.